Xuất hiện quả chuối khổng lồ dài 1 mét, dân tình tranh cãi dữ dội, thật hay đùa? Hình ảnh một cây chuối lạ, có dáng khá cao, nhưng chỉ có một quả duy nhất đang trở thành chủ đề tranh luận xôn xao trên một số trang mạng xã hội gần đây. Theo bức ảnh được một người dân đăng tải, dù chỉ mọc một quả, nhưng quả chuối lại có kích cỡ khổng lồ, ước chừng dài 1 mét, cuống củ quả mọc từ chính giữa ngọn cây ra. Tuy quả chuối to và nặng, nhưng cây vẫn đứng thẳng mà không hề bị xiên xẹo. Bức ảnh sau khi được đăng tải đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú với cây chuối độc lạ này và cho biết chỉ cần ăn một quả chuối này cũng có thể no cả ngày, hoặc đem đi chia cho cả xóm thì nhà nào cũng ăn no. Một người dùng còn khẳng định cây chuối này kỳ lạ nhưng là có thật ở một vùng thuộc bờ biển phía Bắc của một tỉnh Indonesia nằm trên đảo Sumatra. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng hình ảnh quả chuối khổng lồ này chỉ là sản phẩm của Photoshop. Bởi nếu so sánh giữa hai bức ảnh chụp gần và chụp xa, thì kích cỡ của quả chuối so với lá chuối không tương xứng với nhau. Hơn nữa, quả chuối to như vậy, cây chuối lại không có giá đỡ mà vẫn đứng thẳng thì quá vô lý. Dù chưa rõ thực hư về cây chuối kỳ lạ này, nhưng trên thực tế cũng đã có một giống chuối khổng lồ. Cây có thể đạt được chiều cao lên tới 18 mét, chu vi thân thể của nó lên tới 2 mét, ngang với thân cây cổ thụ và cho ra quả rất to. Một buồng chuối khi chín nặng từ 30 đến 60 kg. Quả chuối chín có chiều dài khoảng 18cm và chiều rộng khoảng 5 đến 6cm. Dù quả to như vậy, nhưng đáng tiếc là vị của chúng không ngon và có nhiều hạt bên trong.